không sẽ làm em thay đổi. Em không còn yêu anh như lời hứa phút ban đầu. Bất chấp xa hoa phù du, anh chẳng thể cho em được đâu. Vì anh chỉ có trái tim chung tình yêu em. Xúc động em người ơi, khi bên ai em ước mơ, người ta dành cho em những thứ em cần. Nhưng người ta không yêu em thật lòng đâu em ơi. Một ngày nào đó cũng sẽ bỏ rơi em như em rời xa. Dạ vâng, anh Hùng xin kính chào toàn thể các bác và anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay sẽ tiếp tục lên một video để giới thiệu các bác về một dòng vang số trình cơ đến từ nhãn của Best Audio, hàng nhập khẩu chính hãng, bảo hành các bác lên tới là 2 năm. Và model của em nó là Best RX500 Pro, một phiên bản đời mới nhất của năm 2024 các bác nhé. Và các bác nào đang tìm kiếm cho mình 11 mẫu vang số và có thể là hiệu chỉnh đến bằng tay đến 100% thì có thể là tham khảo cho em về mẫu vang số này các bác nhé. Chất âm cũng rất là tuyệt vời đấy các bác ạ. Mức giá loanh quanh chỉ có rơi vào trên 2 triệu đồng thôi, nhưng mà em nó đem lại chất âm rất là hay, rất là tuyệt vời. Vì em nó được sử dụng con chip là chip 48 bit, cho tốc độ xử lý tiếng nhạc rất là nhanh, rất là chi tiết, trong trẻo. Về phần hát, về phần echo rất là nịnh tiếng, dễ hát và lịnh giọng. Phần reverb của em nó rất là sang và sáng tiếng các bác nhé. Chất âm rất là hay, rất là tuyệt vời. Và tí em sẽ lên một cái bài test để cho bác có thể là nghe và trải nghiệm chất âm của em nó các bác nhé. Và trước khi review về cái chiếc vang này, em sẽ giới thiệu qua cho bác về phần phụ kiện đi kèm của em nó. Thì đầu tiên thì phụ kiện đi kèm của em nó sẽ là một cái dây nguồn này. Thứ hai thì sẽ là một cái dây cáp kết nối giữa vang với máy tính để cho bác có thể là hiệu chỉnh bằng ở trên phần mềm. Đấy các bác ạ. Và cái thứ ba nữa là em nó được tích hợp thêm là một cái điều khiển để cho các bác có thể là hiệu chỉnh tăng volume to nhỏ, mic, nhạc và effect từ xa và chuyển đổi các cái chế độ và chuyển đổi các cái khẩu input. Đấy các bác ạ. Và cuối cùng đi kèm của em nó là một cái quyển sách và một cái tua vít để cho bác có thể là căn chỉnh bằng tay. Đấy các bác ạ. Và các bác có thể là nhìn thấy về cái thiết kế giao diện bên ngoài của em nó được thiết kế rất là hay, rất là đẹp đúng không ạ? Được thiết kế một màn hình, một mặt phai nhôm nền khối rất là dày. Và em đánh giá về chiếc vang cơ lai số, chiếc vang số trên cơ này, về cái phần thiết kế bên ngoài của nó rất là dày này, rất là dày bạc, khỏe khoắn và chắc luôn các bác nhé. Để em sang đang so sánh về cái cùng với phân khúc là trên 2 triệu đồng các bác nhé. Đấy. Và một cái nút nguồn để các bác thế là tắt mở rất là dễ dàng ở phía trước. Và ba cái nút volume hiệu chỉnh volume giữa nhạc này, mic này và về phần effect này. Đấy. Và các cái cần chỉnh bằng tay rất là chi tiết, như là cần chỉnh tay của nhạc có tận 7 cần equalizer và phần mic cũng có tận 7 cần equalizer. Đấy các bác nhé. Hiệu chỉnh rất là sâu và chi tiết luôn. Và một nút volume control để cho các bác thế là căn chỉnh ở phía trong của em nó các bác nhé. Đây ví dụ các bác có thể là ấn vào thì nó sẽ hiển thị ra các cái phần menu, thì các bác có thể là xoay các cái volume này thì các bác có thể là hiệu chỉnh ở phía đằng trong của em nó các bác nhé. Hiệu chỉnh giữa về phần các cái chuyển đổi các kiểu input này. Đấy các bác ấn vào thì nó sẽ ăn ra cái phần input này. Đấy. Và cái phần chỉnh equalizer. Đấy. Có tại 7 cần equalizer các bác nhé. Rất là sâu. Đây các bác có thể là xoáy volume xuống này. Đấy, em nó sẽ hiển thị các cái phần equalizer đây, xong bác ấn vào. Các bác thích chỉnh ở cần nào lên thì bác có thể là ấn vào và chuyển sang cái phần gain. Các ấn vào tiếp thì xoáy volume thoải mái nhé. Các bác có thể là căn chỉnh thoải mái nhé. Đấy. Và red tool để chuyển ra. Và căn chỉnh effect này. Đấy. Ví dụ như các bác thích căn chỉnh đây. Các bác có thể là căn chỉnh về phần mic này, chống hú này, pha của mic này, echo delay này, echo ratio này và echo của delay. Nói chung là về phần các cái phần hiệu chỉnh effect ở trên này đều có hết các bác nhé. Đấy. Và phần system để các bác có thể là căn chỉnh mắc volume của nhạc này, mắc volume của mic và limit của nhạc, có nghĩa là khởi động vang lên thì các bác muốn để khoảng tầm bao nhiêu, ví dụ để tầm mức 10 thì các bác có thể là xoáy đến mức 10 là xong. Đấy, các bác có thể là lưu lại là được.
và một màn hình hiển thị các cái thông số kỹ thuật ở trên này các bác nhé. Và các cái lún volume như là căn chỉnh delay này, repeat này, echo LR này và echo volume. Và ở dưới thì sẽ có phần volume của reverb này, damping của reverb này và reverb volume. Và một cái cáp USB, cổng cáp ở đây. Và cổng mic ở phía đằng trước và hai cái volume để căn chỉnh volume của âm lượng của mic. Và lưu ý với tất cả các bác nhé, là tất cả các cái phần volume ở trên này đều sử dụng là chiếc đắp bi vô cực, và chỉ có mỗi hai cái volume này là sử dụng là chiếc đắp thường thôi các bác nhé. Đấy. Và em sẽ xoay cho bác ở phía đằng sau của em nó nhé. Và ở phía đằng sau của em nó thì sẽ thiết kế gồm hai cổng mic ở đằng sau. Các bác có thể là cắm jack 6 ly hoặc jack ca lông đều được cả các bác nhé. Đấy. Và các cổng input đầu vào thì em nó sẽ có cổng thứ nhất là cổng quang này, Bluetooth này, và các cái cổng như là hoa sen như là BGM và POD, DVD. Đấy các bác ạ. Và các cái cổng ra của em nó có tận là 6 cổng đầu ra. Hai cổng chính này, một cổng sub, một cổng center và hai cổng surround và một cổng jack out để cho bác có thể là livestream được các bác nhé. Và ở đây thì sẽ có một cái cái cổng dây nguồn ở đây. Đấy các bác ạ. Bác có thể là xem qua về phần sau của nó nhé. Đấy. Ok. Và sau đây em sẽ lên và test cho bác một bản karaoke để cho bác có thể là nghe và trải nghiệm chất âm về mẫu vang số chỉnh cơ này đến từ nhãn của PS này nhé. Hãy
Thì các bác đã được trải nghiệm chất âm về chiếc vang số chỉnh cơ PS Break 3 500 Pro này rồi đúng không ạ? Chất âm phải nói là tiếng mic rất là mượt, hát rất là nịnh tiếng, dễ hát, và hút mic và reverb cũng rất là sang và sáng tiếng, và chất nhạc của em nó cũng rất là tơi, chi tiết và tí tách các bác nhé. Mức giá chỉ có trên 2 triệu đồng thôi, nhưng mà chất âm rất là hay, rất là ok các bác nhé. Và các bác nào có nhu cầu về những sản phẩm trên thì có thể là gọi điện trực tiếp qua số này giúp em nhé. Và em xin kết thúc clip tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.